Trường Đại học University of Texas at Arlington, trước nay có tên là Arlington College, được thành lập vào tháng 9 năm 1895, là một trường tư vì không đủ kinh phí và nhân sự thời bấy giờ. Cho tới những năm đầu thế kỷ 20, thì trường chuyển hướng sang thành trường công từ đầu năm 1917 cho tới 1965 với cái tên là Texas A&M University System. Rồi một lần nữa vào ngày 1 tháng 9 năm 1965, trường đã chính thức trở thành The University of Texas và hoạt động cho tới ngày hôm nay với hơn 180 văn bằng đào tạo và giảng dạy cho hầu hết sinh viên của các quốc gia đang đeo đuổi nguyện vọng của mình và hy vọng sẽ trở thành những nhân tài cho tương lai. Trường The University of Texas là một trường nổi tiếng nằm ngay trong lòng của vùng Bắc Texas với hơn 58.000 sinh viên trên toàn thế giới. Chỉ trong năm 2018, tôi có niềm vinh hạnh tham dự buổi lễ trao giải cựu sinh viên danh dự. Chúng tôi muốn nói đến tiến sĩ Kevin Huy Lê, là một người con Việt, là một sáng lập viên của công ty Luraco. Anh đã dùng những kinh nghiệm mà trường đã đào tạo anh để rồi hôm nay, anh là một nhân tài của quốc gia Hoa Kỳ và đem về bao niềm danh dự cho gia đình anh nói riêng và cộng đồng người Việt khắp nơi tại Hoa Kỳ nói chung. Kính thưa quý vị, Nhân Trân đã đến ngay trước Department Engineer. Đây là bộ phận đào tạo ra những người engineer trong tương lai tại ngôi trường này. Nhân Trân mời quý vị vào bên trong. Ngay sau lưng Nhân Trân là quý vị thấy hàng trăm lá cờ đại diện cho nhiều quốc gia. Trong đó Nhân Trân thấy Việt Nam cũng có lá cờ của quốc gia mình. Nhân Trân mời quý vị theo dõi những hình ảnh về tiến sĩ Kevin Huy Lê, đại diện cho công ty Luraco, được trường The University of Texas of Arlington chọn ra là một cựu học sinh, và hình ảnh của anh đặt trên bức tường danh dự. Trong năm 2018, anh Kevin Huy Lê được trường The University of Texas mệnh danh là một cựu học sinh đã đóng góp cho xã hội với những văn bằng anh đã phát minh và cống hiến cho xã hội Hoa Kỳ. Nơi đây là một bảng danh dự với hình ảnh của anh đã được diện kiến bởi hàng chục ngàn kỹ sư đang theo đuổi học. Đây là một tấm gương của một người con Việt, là một sự thành công, một sự đóng góp cho xã hội và hơn hết đó là cho trường The University of Texas at Arlington. Và cạnh anh tiến sĩ Kevin Huy Lê thì Nhân Trần cũng thấy tiến sĩ Prabhu, bây giờ là chủ tịch của phòng lab công ty AT&T. Công ty AT&T là một công ty tầm cỡ tại Hoa Kỳ. Đủ nói rằng những người đã được vinh danh trên đây là những người danh dự. Thì kính thưa quý vị, với một department lớn như thế này mà chỉ vỏn vẹn có hai tấm hình của hai người có công đóng góp cho xã hội nhiều nhất, năm 2016 tiến sĩ Prabhu và năm 2018 tiến sĩ Kevin Huy Lê. Một công ty Luraco và một công ty AT&T trong một cái danh dự vẻ vang để chúng ta lấy lập niềm hãnh diện chung khắp nơi trên thế giới. Hy vọng rằng những hình ảnh vừa rồi cho quý vị hiểu thêm chút xíu về người con Việt, tiến sĩ Kevin Huy Lê và những thành tựu anh đã đạt được. Đây là một sự hãnh diện chung. Nhân Trần cảm ơn quý vị cùng với kỹ thuật viên Thiện Lê ngày hôm nay theo dõi chương trình Đài truyền hình Việt Face TV 55.3. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kỳ tới. Quý đồng hương muốn xem lại chương trình này, xin vào youtube.com/VFTV Dallas 553. Xin bấm vào subscribe để được cập nhật thông tin mới nhất của Việt Face TV.